Thưa quý vị, theo báo cáo của kênh truyền hình N12 của Israel vào tối thứ bảy, quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị gửi hệ thống phòng không THAAD, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối tới Israel. Động thái này nhằm tăng cường khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Quy định này sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ phải triển khai quân đội tại Israel để vận hành hệ thống THAAD. Theo nl 12 việc triển khai này được xem như một biện pháp chuẩn bị cho phản ứng có thể xảy ra từ phía Iran đối với cuộc tấn công trả đũa mà Israel dự kiến thực hiện nhằm vào Iran. Quỹ Bảo vệ Dân chủ FDD cho biết, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ La Austin đã chỉ đạo triển khai hệ thống Taat tới Israel, đồng thời ông Austin cũng kêu gọi triển khai thêm các tiểu đoàn Patriot trên khắp Trung Đông nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. Hệ thống THAAD được coi là hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo tầm trung tiên tiến của Hoa Kỳ. Đây là hệ thống di động có khả năng bắn hỏa tiễn đánh chặn để tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo cả trong và ngoài khí quyển theo FDD. Khả năng này giúp THAAD trở thành một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ các mục tiêu chiến lược khỏi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm trung và tầm xa. Việc triển khai thả tại Israel không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ sử dụng hệ thống này ở Trung Đông. Vào năm 2019, sau một cuộc tấn công quy răng vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ đã gửi thêm vũ khí tới quốc gia này, bao gồm cả hệ thống thả. Khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tiến sĩ Mark T. Esper mô tả quyết định này là biểu hiện ủng hộ mới nhất và liên quan đến việc triển khai khoảng 3.000 nhân viên Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích đang diễn ra của rằng là nguyên nhân dẫn đến nỗ lực hỗ trợ lớn hơn nữa trong khu vực. Ngoài ra, các quốc gia khác trong khu vực cũng đã thể hiện sự quan tâm đến hệ thống Thaad. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, vào năm 2012, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã cố gắng mua hệ thống này với giá ước tính khoảng 1,135 tỷ Mỹ Kim. Mục đích của thương vụ này là nhằm tăng cường năng lực của UAE trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực và giảm sự phụ thuộc vào lực lượng Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống THAAD tại Israel trong thời điểm này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình căng thẳng tại khu vực. Nó không chỉ phản ánh cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ an ninh Israel mà còn thể hiện lo ngại về khả năng xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Động thái này cũng có thể được xem như một thông điệp răng đe gửi tới Iran nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào có thể gây bất ổn cho khu vực. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, vốn đã ở mức cao trong những năm gần đây. Theo một báo cáo mới từ tạp chí Politico của Hoa Kỳ, chế độ Iran đã tăng cường đáng kể nỗ lực nhằm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Động thái này được xem là hành động trả thù trực tiếp cho việc ông Trump ra lệnh tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, một nhân vật quân sự cấp cao và có ảnh hưởng lớn của Iran vào đầu năm 2020. Các nguồn tin đáng tin cậy của Politico tiết lộ rằng, Tehran không chỉ nhắm mục tiêu vào riêng ông Trump mà còn nhắm đến một số cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Trump. Những người này bị Iran cáo buộc có liên quan trực tiếp đến vụ ám sát tướng Soleimani. Đáng chú ý, các nỗ lực này được mô tả là tích cực và quyết liệt hơn nhiều so với những gì đã được báo cáo trước đây, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình đang gia tăng. Trong một diễn biến liên quan, tờ Washington Post cũng đã đưa tin về phản ứng của chính quyền hiện tại đối với tình hình này. Cụ thể, các cơ quan tình báo và an ninh quốc gia đã được lệnh phải chia sẻ ngay lập tức mọi thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng đối với ứng cử viên tổng thống này với đội ngũ an ninh riêng của ông Trump. Washington Post còn tiết lộ thêm rằng, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp an ninh đặc biệt bao gồm việc hạn chế tạm thời đối với các chuyến bay trên không phận khu vực dinh thự của ông Trump tại Mar-a-Lago, Florida. Ngoài ra, cơ quan này cũng thường xuyên cung cấp các hỗ trợ bảo vệ bổ sung khác, mặc dù chi tiết cụ thể về các biện pháp này không được tiết lộ vì lý do an ninh. Đặc biệt, Tổng thống Biden cũng đã có động thái mạnh mẽ bằng cách chỉ thị cho hội đồng an ninh quốc gia gửi một thông điệp cảnh báo nghiêm khắc tới chế độ Iran. Nội dung cảnh báo nêu rõ rằng bất kỳ âm mưu ám sát nào nhắm vào cựu tổng thống Trump sẽ được chính quyền Hoa Kỳ coi là hành động tuyên chiến, một tuyên bố có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ quốc tế. Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Kurds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã bị tiêu diệt vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Vụ tiêu diệt này được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Trump lúc bấy giờ đã gây ra làn sóng phẫn nộ chưa từng có tại Iran và làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa Tehran và Washington. Tình hình này cho thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn ở mức căng thẳng cực kỳ cao, ngay cả sau khi chính quyền Trump đã rời nhiệm sở được gần 3 năm. Tình hình này cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới việc ông Trump phải đối mặt với mối đe dọa từ Iran có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông, đồng thời cũng có thể tác động đến cách cử tri Mỹ nhìn nhận về chính sách đối ngoại của các ứng cử viên. Thưa quý vị, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban từ chối rời vị trí như Israel yêu cầu, dù hướng chịu thiệt hại do giao tranh ở khu vực. Israel yêu cầu chúng tôi rút khỏi những vị trí dọc theo đường xanh hoặc lùi xa khoảng 5 km. Tuy nhiên, tất cả đều nhất trí ở lại, Andrea Tedenti, phát ngôn viên lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liên bang Unifil, cho biết hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên Israel đề nghị Unifil rút quân khỏi đường xanh, thuật ngữ chỉ biên giới israel liban Unifil ngày 5 tháng 10 cho biết Israel đã yêu cầu họ rời khỏi một số vị trí ở miền nam Liban, song lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không đáp ứng. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon ngày 10 tháng 10 cũng khuyến nghị UNIFIL chuyển lực lượng về phía bắc khoảng 5 km để tránh nguy hiểm khi giao tranh leo thang. UNIFIL cùng ngày thông báo một binh sĩ trúng đạn do hoạt động quân sự gần trụ sở ở Nakora đêm 11 tháng 10 và người này đang trong tình trạng ổn định. Chưa rõ ai là bên khai hỏa, song đây là quân nhân thứ năm của UNIFIL bị thương ở miền Nam Liban trong hai ngày qua. Unifil cho biết, bốn binh sĩ trước đều bị hỏa lực của quân đội Israel làm bị thương, trong khi Tel Aviv mới nhận trách nhiệm về hai trường hợp thương tích. Phát ngôn viên Tanenti nói rằng, giao tranh gần đi giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Liban đã gây ra rất nhiều thiệt hại ở các căn cứ của Unifil, khiến lực lượng này gặp khó khăn khi hoạt động. Một vụ nổ xảy ra đêm qua, ngay bên ngoài vị trí của lính gìn giữ hòa bình Ghana, mạnh đến mức phá hủy một số container bên trong, ông nói. Lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc liên tiếp bị thương tại miền Nam Liban, khiến Israel hứng chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế. Một số nước cử binh sĩ tham gia UNIFIL như Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ireland đã chỉ trích mạnh mẽ Israel. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cũng yêu cầu nước này ngừng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. UNIFIL được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tiến đánh Liban để trả đũa vụ tấn công của các tay súng Palestine. Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua tháng 8 năm 2006, giao cho UNIFIL và quân đội Liban nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel sau cuộc chiến kéo dài gần một tháng. UNIFIL có khoảng 10.000 quân đóng tại miền Nam Liban. Trong những ngày sắp tới, một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phòng thủ của NATO sẽ diễn ra tại miền Bắc Ba Lan, Căn cứ phòng thủ hỏa tiễn Aegis Ashore của Hoa Kỳ tại Redzikowo sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một bước tiến mới trong việc củng cố hàng rào phòng thủ của khối đồng minh phương Tây trước các mối đe dọa từ phía đông. Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã công bố thông tin này trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Rebellion với nội dung được chia sẻ rộng rãi trên YouTube. Ông Sikorsky nhấn mạnh rằng, khái niệm hoạt động của căn cứ này đã có sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo lời Bộ trưởng Sikorsky, chính phủ Ba Lan đã tiến hành đàm phán tích cực với các đồng minh để mở rộng phạm vi nhiệm vụ của căn cứ Aegis Azor. Ban đầu, căn cứ chỉ được thiết kế để đánh chặn các hỏa tiễn từ Iran nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán, nhiệm vụ của căn cứ đã được mở rộng để bao gồm cả việc đánh chặn các hỏa tiễn của Nga nhắm vào lãnh thổ Ba Lan. Vào tháng 7 năm nay, căn cứ Aegis Aso đã được chính thức chuyển giao dưới quyền chỉ huy và kiểm soát của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhiệm vụ chính của căn cứ là bảo vệ các quốc gia châu Âu khỏi mối đe dọa tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ các nguồn nằm ngoài khu vực Âu Đại Tây Dương cựu tổng thư ký nato jens stoltenberg người đang giữ chức vụ tại thời điểm chuyển giao đã khẳng định rằng căn cứ đã đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động hoàn toàn ông gọi đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm an ninh cho các đồng minh và nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn là một yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ tập thể của nato liên minh nato cũng đặc biệt lưu ý rằng hỏa tiễn đạn đạo đang được sử dụng rộng rãi không chỉ trong cuộc chiến tại ukraine mà còn cả ở khu vực trung đông Điều này càng làm tăng thêm tính cấp thiết của việc triển khai hệ thống phòng thủ như Aegis Ashore. Về mặt kỹ thuật, căn cứ Aegis Ashore tại Redzikowo bao gồm một hệ thống radar tiên tiến và ba bệ phóng cho hỏa tiễn đánh chặn thuộc họ Standard Missile 3. Đáng chú ý, căn cứ này được đặt ở vị trí chỉ cách lãnh thổ Nga 165 km, một khoảng cách khá gần trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Việc triển khai căn cứ phòng thủ hỏa tiễn này không chỉ phản ánh sự gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga mà còn cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các nước Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan, trước các hành động gây hấn của Nga tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, trước đó, một cựu tham mưu trưởng quân đội Ba Lan đã có những tuyên bố gây chú ý khi nói rằng Ba Lan sẵn sàng tấn công thành phố San Petersburg của Nga trong trường hợp Nga xâm lược. Vị cựu tham mưu trưởng này nhấn mạnh rằng, phản ứng của Ba Lan sẽ tức thì và nhắm vào tất cả các mục tiêu chiến lược nằm trong bán kính 300 km. Những động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chính sách an ninh và quốc phòng của Ba Lan cũng như các nước Đông Âu khác trong NATO. Từ vị thế của những quốc gia chủ yếu dựa vào sự bảo vệ của đồng minh, họ đang ngày càng chủ động và quyết đoán hơn trong việc xây dựng năng lực phòng thủ của riêng mình. Việc khai trương căn cứ Aegis Azor tại Rezikogo chắc chắn sẽ làm dấy lên phản ứng từ phía Nga, một quốc gia vốn đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối gây gắt đối với việc NATO mở rộng về phía đông và triển khai các hệ thống vũ khí gần biên giới của họ. Tuy nhiên, đối với Ba Lan và các đồng minh NATO, đây được xem là một bước đi cần thiết để bảo đảm an ninh trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn tại khu vực. Các nhà báo Liga.net vừa thực hiện một chuyến thăm một cơ sở giam giữ tù binh Nga tại Ukraine, tiết lộ những thông tin mới về cuộc sống của binh lính Nga sau khi bị bắt. Điểm đáng chú ý là sự hiện diện của hai quân nhân nghĩa vụ Nga vẫn còn bị giam giữ tại đây sau khi bị bắt ở vùng Kursk. Cơ sở này hiện đang giam giữ khoảng 50 tù binh với số lượng thay đổi thường xuyên do quá trình trao đổi tù binh và di chuyển giữa các cơ sở ngoài hai quân nhân nghĩa vụ phần lớn tù binh là sĩ quan cấp thấp chủ yếu là chỉ huy đại đội binh sĩ được huy động lính hợp đồng và các chiến binh từ tiểu đoàn akmat của chechnya đa số tù binh từ chối tiết lộ danh tính và chi tiết về quá trình phục vụ trong quân đội nga nhiều người quay mặt khỏi máy quay và che mặt bằng tay các câu chuyện về khoảnh khắc bị bắt thường rất đơn điệu chúng tôi đang ở vị trí quân ukraine tấn công chúng tôi bị bao vây và bị bắt ngay khi đến cơ sở, tù binh được đưa đi tắm, cấp quần áo dân sự sạch sẽ, chăn màn và đồ vệ sinh cá nhân. Họ được phân chia thành các phòng giam riêng biệt, quân nhân nghĩa vụ một nơi, lính hợp đồng và lính được huy động một nơi và thành viên ác mát ở khu vực riêng. Nhiều tù binh bày tỏ sự ngạc nhiên về cách đối xử nhân đạo trong nhà tù Ukraine. Họ cho biết đã lo sợ sẽ bị ngược đãi, tra tấn hoặc thậm chí bị chặt đầu, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Lịch sinh hoạt hàng ngày của tù binh gần giống như trong quân đội. Một sĩ quan chia sẻ, Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, sau đó là thời gian tự do, ăn sáng, rồi lại thời gian tự do. Tiếp theo là giờ ăn trưa, đến 22 giờ chúng tôi đi ngủ. Tù binh được tắm hoặc tắm hơi mỗi tuần một lần. Những người bị thương được chăm sóc y tế thường xuyên, vết thương được điều trị và băng bó. Họ được đi dạo hàng ngày vào buổi tối sau khi các tù nhân khác đã hoàn thành thời gian đi dạo của mình. Việc tách biệt này nhằm ngăn ngừa xung đột giữa các nhóm tù nhân. Mỗi phòng giam đều có sách và tivi Tù binh được tự do xem tin tức, phim ảnh hoặc nghe nhạc theo ý thích. Tuy nhiên, một nhân viên của cơ sở lưu ý rằng hầu hết tù binh, kể cả quân nhân nghĩa vụ, đều cảm thấy buồn chán trong tù. Một số thậm chí yêu cầu được làm việc, nhưng theo luật, ban quản lý không được phép cho họ lao động. Vấn đề khiến tất cả tù binh lo lắng nhất là việc trao đổi tù binh. Họ nhận thức rõ sẽ gặp rắc rối khi trở về nga. Một chiến binh ác mát chia sẻ: Ban đầu có lẽ chúng tôi sẽ bị FSB thẩm vấn gay gắt về việc bị bắt và không hy sinh. Đáng chú ý, vào cuối tháng 9, Thủy quân lục chiến Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo, bắt giữ binh sĩ Nga ngay tại vùng Kursk, sâu trong lãnh thổ Nga. Sự kiện này đã gây chấn động và làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phòng thủ của quân đội Nga tại các khu vực biên giới. Thưa quý vị, mới đây, bà Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Kim Jong Un, cảnh báo Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh tay nếu Bình Nhưỡng tiếp tục phát hiện drone Hàn Quốc xâm nhập. Ngay khi chúng tôi một lần nữa phát hiện drone Hàn Quốc trên bầu trời thủ đô, một thảm họa khủng khiếp chắc chắn xảy ra. Cá nhân tôi hy vọng điều đó sẽ không thành hiện thực. Bà Kim Yo Jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, tuyên bố ngày 12 tháng 10. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, John Hàn Quốc mang theo tờ rơi tuyên truyền chống nước này xuất hiện trên bầu trời Bình Nhưỡng ngày 3 tháng 10, 9 tháng 10 và 11 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ban đầu phủ nhận cáo buộc, nhưng sau đó cho hay họ không thể xác nhận liệu tuyên bố từ Triều Tiên có đúng sự thật hay không. Bà Kim cáo buộc Seoul né tránh trách nhiệm, cho rằng tuyên bố mơ hồ từ quân đội Hàn Quốc nên được coi là bằng chứng cho thấy họ là thủ phạm chính hoặc đồng phạm trong sự việc. John vốn được coi là công cụ quân sự đa năng, nếu quân đội Hàn Quốc dưỡng dưng đứng nhìn công dân của mình sử dụng drone để vi phạm chủ quyền quốc gia khác, qua đó làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang, điều này tương đương với sự đồng tình và thông đồng có chủ ý, bà Kim ngày 12 tháng 10 nói. Bộ Ngoại giao Triều Tiên trước đó nói rằng lực lượng nước này sẽ chuẩn bị mọi phương tiện tấn công có khả năng phá hủy phía bên kia biên giới và quân đội Hàn Quốc, đáp trả mà không cảnh báo trước nếu một lần nữa phát hiện drone Hàn Quốc trên lãnh thổ nước này. Triều Tiên kể từ tháng 5 thả hàng ngàn quả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Bình Nhưỡng cho biết đây là phản ứng trước việc một số nhà hoạt động và người đào tổ Triều Tiên tại Hàn Quốc thả bóng bay vào nước này mang theo các kiện hàng viện trợ và tờ rơi, chỉ trích lãnh đạo Kim Jong-un. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột tiếp tục gia tăng giữa Israel và Hezbollah, hai sự kiện quan trọng vừa xảy ra đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu giữa hai bên – theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhắm vào khu vực Nam Liban. Đồng thời, một quan chức khác của tổ chức này được báo cáo đang trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc tấn công hiếm hoi vào trung tâm thủ đô Beirut. IDF xác nhận rằng Garit al chỉ huy đơn vị hỏa tiễn chống tăng thuộc lực lượng tinh nhuệ One của Hezbollah, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích được thực hiện tại khu vực Mes al-Jaban Anujja được cho là đã chỉ huy các vụ phóng hỏa tiễn chống tăng nhắm vào khu vực Ramot Natalie của Israel. Cuộc tấn công này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng không quân và sư đoàn 91 của IDF. Trong khi đó, một nguồn tin từ Sky News of Arabia cho biết Wafik Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, đang trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc khủng kích hiếm hoi của Israel vào trung tâm Beirut vào tối thứ Năm. Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận từ các nguồn độc lập khác, nó đã gây ra lo ngại về khả năng mở rộng phạm vi xung đột ra ngoài khu vực biên giới. IDF cũng tiết lộ rằng trong 24 giờ qua, các đơn vị của họ hoạt động tại Nam Liên đã phát hiện và phá hủy nhiều bệ phóng rocket nhắm vào Israel. Ngoài ra, một số tay súng đã bị tiêu diệt khi đang hoạt động gần vị trí của lực lượng Israel. Không quân Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Nam Lebanon, bao gồm kho vũ khí, trạm quan sát và bệ phóng rocket. Trong khi đó, một số quan chức nói Tehran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào những nước Trung Đông cho phép Israel dùng không phận hoặc lãnh thổ để tấn công Iran. Từ World Street Channel của Mỹ ngày 10 tháng 10, dẫn lời hàng loạt quan chức Ả Rập dấu tên cho biết Iran đã gửi thông điệp qua kênh ngoại giao bí mật đến Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar, cảnh báo họ sẽ bị nhắm mục tiêu nếu tạo điều kiện cho Israel thực hiện chiến dịch trả đũa. Cảnh báo của Iran tương đối mơ hồ, song vẫn làm dấy lên lo ngại nguy cơ hàng loạt cơ sở dầu khí quan trọng ở vùng Vịnh phải hứng chịu đòn tấn công. Các căn cứ quân sự và lực lượng Mỹ đồng trú tại Trung Đông cũng đối mặt với rủi ro. Theo nhóm quan chức giấu tên, những quốc gia trên đã thông báo với chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng họ không muốn Mỹ, Israel sử dụng hạ tầng quân sự hoặc không phận cho các chiến dịch nhằm vào Iran. Mỹ, Israel, Iran và các quốc gia Trung Đông liên quan chưa bình luận về thông tin trên. Các quan chức ngũ giác đài giấu tên xác nhận một số đối tác tại Trung Đông nói rằng họ không muốn tiêm kích Israel bay qua không phận, cũng như không chấp nhận quân đội Mỹ triển khai chiến dịch tấn công từ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ đồng trú tại những nước này vẫn được tự vệ nếu đối mặt với những đòn tấn công từ bên ngoài. Một quan chức Mỹ thêm rằng, các nước Ả Rập chưa đưa ra đề nghị chính thức về vấn đề này. Nhấn mạnh, chính quyền sở tại từng nhiều lần thay đổi hạn chế với hoạt động của quân đội Mỹ kể từ khi xung đột ở giải Gaza bùng phát. Tuy nhiên, những quốc gia Ả Rập gần đây tỏ ra quyết liệt hơn khi xung đột lan rộng thành va chạm trực tiếp giữa Iran và Israel cũng như Tel Aviv đẩy mạnh không kích các mục tiêu của Hezbollah và mở chiến dịch trên bộ tại miền nam Liban. Xung đột leo thang tại Trung Đông cũng làm gia tăng căng thẳng giữa các nước Ả Rập với Israel. Một số nước từng giúp Washington và Tel Aviv đối phó đòn tấn công bằng hơn 300 hỏa tiễn và máy bay không người lái của Tehran hồi tháng 4, nhưng ủng hộ đòn tấn công trả đũa của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran được coi là bước đi quá xa. Các nước Ả Rập đóng vai trò trung gian giữa Israel và Iran cũng đang cố gắng hạ nhiệt căng thẳng bằng kênh liên lạc bí mật mở từ hồi tháng 4. Hoạt động trên kênh này càng được tăng cường sau khi Israel hạ sát thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah và đột kích miền Nam Liban. Tông điệp cảnh báo của Iran cho thấy rủi ro mà Mỹ đối mặt nếu đòn trả đũa qua lại giữa Israel và Iran vượt tầm kiểm soát. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này đang bổ sung lực lượng ở Trung Đông, trong đó có triển khai thêm tiêm kích và duy trì hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông ngày càng trở nên căng thẳng, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo về việc mở rộng chiến dịch quân sự tại miền Nam Liên bang, trong khi Hoa Kỳ đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn khả năng xung đột lan rộng. Theo thông tin từ IDF, lữ đoàn thiết giáp dự bị số 205 đã được điều động vào miền Nam Liban với nhiệm vụ phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hezbollah, bao gồm đường hầm và các vị trí phòng thủ. Đại tá Job Shader, chỉ huy lữ đoàn, đã phát biểu trong một thông điệp gửi đến quân lính trước khi họ tiến vào Liban. Hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ mối đe dọa tấn công vào đất nước của chúng ta. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, đây là những gì chúng ta được giao phó. Ông cũng thừa nhận rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn, nhưng nhấn mạnh tính cấp thiết và quan trọng của nhiệm vụ. IDF cho biết lữ đoàn đã tiêu diệt một số phần tử khủng bố và phá hủy hàng chục mục tiêu bằng các cuộc tấn công từ trên không, trên bộ và bằng pháo binh. Động thái này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Trong khi tình hình quân sự ngày càng căng thẳng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong việc ngăn chặn xung đột lan rộng. Phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Á ở Lào, ông Blinken khẳng định, Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều thông qua biện pháp răng đe và ngoại giao để ngăn chặn điều đó xảy ra. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu về một giải pháp ngoại giao tại Liban và bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhà nước Liban mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến bên cạnh đó ngoại trưởng blinken cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại gaza ông nhấn mạnh rằng hoa kỳ đang hợp tác trực tiếp với israel để giải quyết nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo cho người palestine nhận xét này được đưa ra sau khi đại sứ hoa kỳ tại liên hợp quốc chỉ trích điều kiện thảm khốc ở gaza và kêu gọi israel nhanh chóng cải thiện tình hình về liban blinken nhấn mạnh đến nhu cầu về một giải pháp ngoại giao tại liban trong bối cảnh israel tấn công trên bộ vào phía nam đất nước và tăng cường các cuộc không kích khi nước này chiến đấu với hezbollah ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhà nước liban mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến ông cho biết rõ ràng là người dân liban rất quan tâm đến việc nhà nước tự khẳng định mình và chịu trách nhiệm về đất nước cũng như tương lai của đất nước đồng thời nói thêm rằng tương lai của liban là do người liban quyết định chứ không phải bất kỳ ai khác Trong một diễn biến mới nhất từ chiến trường miền đông Ukraine, Lữ đoàn 15 Karada thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công thành công để lùi lực lượng xâm lược Nga khỏi khu vực công nghiệp gần bãi thải ở phía đông thị trấn Solidove. Theo đoạn video được công bố trực tuyến, đơn vị trinh sát hàng không của tiểu đoàn tác chiến số 1 đã ghi lại cảnh giao tranh diễn ra gần các mỏ thang. Trong đêm tối, binh sĩ vệ binh quốc gia trên xe bọc thép đã đột nhập vào các tòa nhà và quét sạch lực lượng xâm lược. Đáng chú ý, xe bọc thép BTR4 Busephalos đã sử dụng pháo tự động 30 ly bắn vào các tòa nhà nghi ngờ có quân địch chiếm đóng, sau đó rút lui an toàn khỏi vị trí. Mặc dù nguồn tin ban đầu cho rằng giao tranh diễn ra trong thị trấn Solidove, nhưng thực tế, địa điểm xảy ra cuộc đụng độ đã được xác định là khu vực mỏ Korotchenko, cách ngoài ô thị trấn khoảng 1 km về phía nam bãi thải. Ngoài ra, các trận đánh cũng tiếp diễn gần các mỏ than trong khu vực rừng núi lân cận, nơi tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn 15 vệ binh quốc gia cùng các đơn vị liền kề đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân Nga. Một đoạn video khác cho thấy một xe bọc thép BTR-80 của Nga bị bắn trúng, cùng với đó là một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Ukraine bị bỏ lại trên chiến trường đồng thời dựa trên động thái di chuyển của lực lượng xâm lược ở ngoại ô phía tây của làng mikalivka gần đó có thể thấy khu định cư này đã thất thủ hoàn toàn rõ ràng mục tiêu chính của nhóm quân nga trong khu vực này là chiếm giữ các bãi thải điều này sẽ cho phép họ củng cố vị trí và kiểm soát các điểm cao việc kiểm soát những điểm cao này sẽ mang lại lợi thế quan trọng cho quân chiếm đóng trong các trận đánh giành thị trấn solidove nơi sau đó sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ Trước đó, tiểu đoàn tấn công độc lập Scala được trang bị xe chiến đấu M2 Bradley đã tham gia phòng thủ trong khu vực Borosker. Sự hiện diện của các phương tiện chiến đấu hiện đại này cho thấy Ukraine đang tích cực sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tăng cường khả năng phòng thủ và phản công. Tình hình tại Solydove và các khu vực lân cận tiếp tục diễn biến phức tạp với cả hai bên đều nỗ lực giành lợi thế chiến thuật. Cuộc giao tranh này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát các điểm cao và khu vực công nghiệp trong chiến lược quân sự tổng thể của cả Nga và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra một tuyên bố chấn động, cho biết ông muốn tạo ra một trật tự thế giới mới và mời Tổng thống Iran tới Moscow Putin đã có cuộc gặp với tổng thống Iran vào thứ sáu, một cuộc gặp gỡ quan trọng khi xét đến vai trò liên tục của Tehran trong việc cung cấp vũ khí để hỗ trợ cho các nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, cùng với những lo ngại về các cuộc đối đầu leo thang giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm quân sự của nước này. Putin và tổng thống Iran Masoud Barzehian đã có cuộc hội đàm bên lề một diễn đàn quốc tế tại Ashgabat. Turkmenistan, nơi họ thảo luận về những diễn biến đang diễn ra ở Trung Đông. Sau cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022 của Nga, Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ Mỹ Kim để Iran cung cấp máy bay không người lái nhằm tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cũng tin rằng Iran đã chuyển giao hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga như một phần trong hợp tác quốc phòng ngày càng tăng của họ. Tuần này, giám đốc MI5 Ken McCallum cáo buộc cả Nga và Iran về sự gia tăng đáng kinh ngạc các nỗ lực ám sát, phá hoại và các hoạt động tội phạm khác trong Vương quốc Anh. McCallum tiết lộ rằng kể từ năm 2022, tình báo và cảnh sát Anh đã ngăn chặn 20 âm mưu có khả năng gây tử vong liên quan đến Iran. Ông cũng cảnh báo rằng nếu căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Iran có thể mở rộng mục tiêu của mình ở Vương quốc Anh. Trong cuộc gặp, Putin nhận xét rằng Moscow và Tehran thường có quan điểm tương đồng về các vấn đề toàn cầu. Putin đã gửi lời mời Bezskiian đến thăm Nga và Bezskiian đã chấp nhận. Trong một đoạn video do Điện Kremlin cung cấp, Putin kêu gọi thành lập một trật tự thế giới mới, bao gồm các đồng minh của Moscow để thách thức ảnh hưởng của phương Tây. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo khu vực, bao gồm Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cùng với nguyên thủ các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Putin cũng có lịch gặp Tổng thống Turkmenistan Sheda Berdimukhamedov để đàm phán song phương trong diễn đàn. Berdy nhậm chức vào tháng 3 2022, kế nhiệm cha mình là Gulban Guli Berdy người đã lãnh đạo quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan từ năm 2006. Kể từ khi giành được độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Turkmenistan vẫn phần lớn bị cô lập dưới sự lãnh đạo của một loạt các nhà lãnh đạo độc đoán. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mang đến một kế hoạch chiến thắng cho các đồng minh phương Tây trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Vào thứ Năm, Tổng thống Zelensky đã đến số 10 phố Downing ở London để gặp các quan chức từ Anh và NATO, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tổng thống Zelensky sau đó đã đến Paris vào thứ Năm để gặp Tổng thống Emmanuel Macron. Mặc dù thông tin chi tiết đầy đủ về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky vẫn chưa được công khai, nhưng ông đã phát biểu sau cuộc gặp tại Anh rằng kế hoạch này nhằm tạo ra các điều kiện phù hợp để kết thúc công bằng cuộc chiến chống lại Nga. Ở một động thái đáng chú ý trên chiến trường, Nga đã tái triển khai 50.000 quân tới khu vực Kursk như một phần trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Kiev trong khu vực, làm suy yếu sự hiện diện quân sự của Moscow tại Ukraine. Vào tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu các hành động phản công ở khu vực Kursk để đáp trả cuộc xâm nhập bất ngờ qua biên giới vào khu vực này do Kiev phát động vào ngày 6 tháng 8 trong một bộ phim tài liệu do đài truyền hình công cộng Ukraine Supplies phát sóng vào ngày 10 tháng 10. Tổng tư lệ lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết 50.000 quân Nga đã được điều động từ các mặt trận khác nơi họ đang tiến hành các hoạt động tấn công ở Ukraine. Chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được triển khai tới mặt trận Kursk, Sinsky cho biết. Nhà lãnh đạo quân sự tuyên bố động thái này của Liên bang Nga đã làm suy yếu vị thế của quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt là các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk ở Ukraine. Tất nhiên, điều này giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện các hoạt động phòng thủ hơn, City cho biết. Là một phần của cuộc tấn công liên tục vào tỉnh Kursk, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW, quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động ở Kluskovsky Ryan, phía tây vùng Nhô Ra của Ukraine ở Kursk Oblast, vào ngày 10 tháng 10, nhưng không đạt được tiến triển đáng kể nào. ISW cũng đưa tin rằng quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động gần Liubimovka phía đông nam Kordaynevo và Kamyshevka phía đông Kordaynevo, nhưng không đạt được tiến triển đáng kể nào. ISW đã công bố bản đồ cập nhật minh họa mức độ tiến quân của Ukraine vào Kursk. Đoạn phim được công bố vào ngày 7 tháng 10 và được xác nhận thông qua định vị địa lý, cho thấy lực lượng Nga gần đây đã đạt được một số tiến triển nhỏ ở phía đông Obukovka, nằm ở phía đông nam Korenevo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Borovsky đã bị lực lượng Moscow không xác định bắt giữ, tuy nhiên không thể xác nhận điều này bằng bằng chứng trực quan. Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk Oblast bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, dường như đã khiến Liên bang Nga và các đồng minh của Ukraine bất ngờ. Các quan chức Ukraine cho biết động thái này đã thúc đẩy Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Kursk. Trong bài phát biểu ngày 6 tháng 10, Zelensky cho biết, hôm nay đánh dấu 2 tháng chúng ta tiến hành các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk, một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến, đã góp phần đáng kể vào những nỗ lực chung của chúng ta. Người dân Ukraine đã chứng minh rằng chúng ta có thể để đẩy cuộc chiến vào Nga. Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi cuộc tấn công Kursk vì đã tạo ra một trong những đóng góp lớn nhất cho quỹ trao đổi của Ukraine, giúp bảo đảm việc trả tự do quan trọng cho các tù nhân Ukraine bị Nga giam giữ. Vào ngày 14 tháng 9, Nga và Ukraine đã trao đổi 103 tù nhân trong đợt trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây thêm áp lực lên Nga vì chỉ bằng sức mạnh chúng tôi mới có thể mang hòa bình đến gần hơn, Tổng thống Zelensky kết luận. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Mô Lê Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.